Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lớp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là bộ 3 cuốn sách gửi tuổi trẻ. Cuốn đầu tiên là Gửi tuổi trẻ thân thương của tác giả người Hàn Quốc Kim Gúc, Tôi đi tìm tôi của chị Nguyễn Phi Vân và 27 của Đặng Huỳnh Mai Anh. Thực ra thì lâu lắm rồi mình cũng không có đọc cái dòng sách về truyền cảm hứng cho người trẻ. Tuy nhiên mình vẫn xa lầy ba cuốn này bởi vì mình rụt tim mua sách vì vì đẹp tên hay. Nếu như bạn đang trong một cái giai đoạn lạc lối, đang cảm thấy là mình đứng giữa những cái ngã ba, ngã bảy, không biết phải quyết định như thế nào, thì ba cuốn này là một cái lựa chọn không tồi. Đặc điểm chung của ba cuốn này đó là cái giọng văn nó rất là đẹp. Ngay cả cuốn Gửi tuổi trẻ thân thương là sách dịch thì từng câu, từng chữ cũng vô cùng trau chuốt. Và kính lão đắc thợ cho nên là mình sẽ review cuốn này trước, sau đó sẽ đến cuốn Tôi đi tìm tôi của chị Nguyễn Phi Vân và cuối cùng sẽ là 27 của Đặng Huỳnh Mai Anh. Gửi tuổi trẻ thân thương, đọc cái tên thôi là thấy thương rồi ha. Chứ kể là cái thiết kế bìa của nó rất kiểu cổ điển, hoa cúc đồ, bì thư đồ, siêu xinh luôn. Và tác giả viết cái cuốn này vào năm 85 tuổi. Bạn thử đoán xem, một ông lão 70 tuổi mới bắt đầu hành trình trở thành một dịch giả, sau đó là một tác giả, sẽ viết những lời như thế nào gửi tuổi trẻ. Mình cũng đoán giống bạn đó, cho nên mình rất là bất ngờ khi mình đọc cái cuốn này. Bởi vì ông viết rất là trẻ, những cái câu chuyện của ông nó sôi trào nhiệt huyết. Trong ba quyển thì có lẽ đây là cái quyển truyền cảm hứng nhất. Xem qua cái mục lục thôi là mình đã có thể đọc được những cái thông điệp rất là lạc quan, tích cực. Nó gợi mở ra những cái góc nhìn mới về cuộc sống, về thành công thất bại của một con người đã đi qua con dốc bên kia của cuộc đời. Quyển này nó được chia ra làm 5 phần, mỗi phần có 6 bài viết nhỏ. Nhưng mà những cái phần nội dung lại khá là độc lập với nhau, nên mình có thể không cần phải đọc theo thứ tự. Và thêm một cái điểm cộng nữa là mỗi một cái bài viết nó có một cái tiết tấu riêng. Có những cái bài mình đọc mà mình thấy tràn đầy năng lượng, nhưng mà cũng có những cái bài nó dịu dàng, nhẹ nhàng như một lời tự sự. Tác giả Kim Gúc đã viết cái quyển này ở cái chặng đường tuổi 20 lần thứ 5 của mình. Và bạn đã sẵn lòng lắng nghe những thông điệp mà ông ký gửi chưa? Bây giờ sẽ là Tôi đi tìm tôi của tác giả Nguyễn Phi Vân. Chị Nguyễn Phi Vân rất là nổi tiếng với những cuốn như là Tôi, Tương lai và Thế giới, hay gần đây nhất là cuốn Niên. Sở dĩ mình chọn cuốn này là bởi vì bìa đẹp đó. Mình đọc cuốn này ở sân bay và đọc say sưa đến nỗi xém chút nữa là khỏi lên máy bay luôn rồi. Và mình đã gặp rất nhiều cố nhân trong cuốn sách này. Có lẽ là do cái thời đại của hai chị em nó không quá cách xa nhau, cho nên là những cái câu chuyện của chị nó cũng khá là quen thuộc đối với mình. Những người chị gặp đâu đó nó cũng rất giống với những người quen chưa cũ của mình. Những người đã xuất hiện trong cuộc đời giúp cho mình nhận ra đâu là những cái giá trị quan trọng đối với mình. Nhờ có họ mới có mình như hôm nay. Và trong ba cuốn thì đây là cái cuốn có văn phong thơ nhất. Chị Phi Vân có những cái đoạn văn viết nó rất là vần điệu, vì cái cách mà chị sử dụng từ với cái tính với những cái thanh bằng chắc và cách ngắt nghỉ nhịp điệu á, nó tạo ra cái tính nhạc cho cả đoạn văn, đọc rất là thú vị. Mình sẽ đọc thử cho các bạn nghe một trích đoạn ở trang 25 của sách nha. Trang sức bề ngoài có che đậy một chuyện đời chưa kể, gấm áo lụa là có dấu phộ những niềm đau và những vết sẹo thời gian, chúng có phai dần bằng cái mát giả tạo của thành công hạnh phúc. 40 mấy năm tóc phai màu sương muối, anh dõi theo đời có đôi mắt xà liêm, hay thế gian này thực ra chỉ là chiếc xà liêm, cung điện nguy nga hay thành lũy chập trùng xiềng xích những linh hồn bóng tối. Ngày rơi xuống mặt nạ cười theo tiếng thời gian gõ, đêm ập về giàn giụa khuyết mùa trăng. Vì những gì tác giả đã trải, mình cũng đã trải. Những cái giá trị mà chị mang đến cũng là những cái điều mà mình hướng tới, cho nên mình đặc biệt thích cuốn sách này. Đối với mình thì đọc là một cái trải nghiệm mang tính cá nhân. Bởi vì mỗi người trải đời theo những cái cách thức khác nhau, cho nên là cái cách thấm những cái quyển sách nó cũng sẽ khác nhau. Và bạn rất có thể sẽ biết thương mình nhiều hơn khi chiêm nghiệm hành trình tìm thấy chính mình của một tiền bối đang trải qua những năm tháng tuổi 20 lần thứ 3. 27 của Đặng Huỳnh Mai Anh lại là một sự lựa chọn hoàn toàn khác. Mình đọc cuốn này là bởi vì tò mò đó. Làm gì 27 mà tối thui, tối mò không biết nữa. Chưa kể là mình đọc được rất là nhiều những cái bài review nói rằng đây là một cái quyển vô cùng ám ảnh. Vậy ok, đọc thử coi ám ảnh cỡ nào. Và mình thích cái quyển này bởi vì cái cách viết của Mai Anh nó rất là điện ảnh. Cái cách mà bạn lựa chọn từ ngữ để mô tả nó vô cùng sống động.
nó hơi kiểu trinh thám một chút với cái tông trắng đen trong cái cách mà nhân vật tư duy và xuất hiện. Với mình thì đây là một cái quyển sách thú vị bởi vì nó gợi nhắc đến chính mình của những cái khoảnh khắc bối rối trước những lựa chọn được mất. Hóa ra, bài học lớn nhất của trưởng thành đó chính là học cách trả giá. Muốn làm người tốt cũng phải trả giá, muốn sống như ý mình càng phải trả giá. Chỉ khi mình biết rõ là mình muốn cái gì thì mình mới có thể cam tâm, vui vẻ với những cái giá phải trả. Vậy nên mình đánh giá đây là tuyển tập truyện ngắn quá ổn đối với một cây bút đang ở chặng đường tuổi 20 lần thứ 2. Không bạn, bạn đang ở hành trình tuổi 20 lần thứ mấy? Bạn đã sẵn sàng buông xuống hết tất cả những kỳ vọng để chiêm nghiệm về những quãng 20 của những người rất khác mình chưa? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần bình luận và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!